sinh năm 1997. Nguyễn Văn Thành được biết đến là đảng viên trẻ tiên phong gương mẫu trên vai trò là một bí thư đoàn khối, thôn đội trưởng. Chi đoàn khối Đông Tiến do Thành làm bí thư luôn tích cực trong thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Đồng thời, Thành cũng chọn mô hình nuôi cá lồng bè nhằm phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. Bằng việc nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng bệnh, nên mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi là một đảng viên trẻ, cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ của đảng giáo và làm hoàn thành tốt một nhiệm vụ của bí thư chi đoàn và một thôn đội trưởng của khối. Cùng theo đó, mình cũng phải nỗ lực làm kinh tế cho bản thân mình. Công tác tại đồn biên phòng Mỹ Lý và nay chuyển về đồn biên phòng Na Loi, Trung úy Dương Trọng Hà đã luôn gương mẫu nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó đã thường xuyên tham gia tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc, bắt các đối tượng tội phạm ma túy buôn lậu. Tham mưu cho Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn triển khai tổ hợp ngôi nhà thiện nguyện tại xã Bắc Lý, cùng với đồng đội trực tiếp chăm sóc con nuôi đồn biên phòng. 3 năm gần đây, anh đã được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022. Cũng bản thân thì cũng đã tích cực trong cái công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị thực hiện tốt một số cái mô hình đồn biên phòng, có cái chương trình hỗ trợ bà con nhân dân khu vực biên giới là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồn biên phòng thì có các cái mô hình như là hỗ trợ bà con nhân dân cấy giống, quán giống các loại. Với mong muốn nâng cao giá trị hạt muối cho bà con quê hương, đảng viên trẻ Trần Thị Hồng Thắm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn AB Asia Việt Nam và cộng sự đã nghiên cứu tạo ra các sản phẩm muối giảm mặn đa khoáng mang tên Nanosol. Hiện mỗi tháng công ty thu mua khoảng 50 tấn muối biển, 40 mét khối mật muối của diêm dân để sản xuất 22 sản phẩm thuộc muối ăn, muối dược liệu làm đẹp, muối y tế và muối quà tặng. Tháng 7 năm 2022, Nanosol vinh dự khi được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc chứng nhận là doanh nghiệp tạo tác động xã hội xuất sắc năm 2022. Trong thời gian sắp tới thì chúng em sẽ tham gia rất là nhiều chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Nghệ An cũng như của các cái trung tâm xúc tiến của công nghiệp nông thôn. Thì đó là một cơ hội để Nanosol có thể tiếp cận rất là nhiều đối tác để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và định hướng là đến cuối năm 2023 thì Nanosol sẽ xuất khẩu cái dòng muối giảm mặn rau khoáng này sang thị trường Nhật Bản. Phát huy tinh thần xung kích tiên phong gương mẫu của các thế hệ đảng viên đi trước, những đảng viên trẻ như anh Thành, anh Hà, chị Thắm là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong sáng tạo để làm giàu cho bản thân và gia đình, từ đó góp phần vào sự phát triển của tỉnh.